Đồng chí Mai Vũ Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, vừa mới dự sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ khu 1 phường Quang Trung. Trong tháng 5 vừa qua, cấp ủy chi bộ khu 1 đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quán triệt phổ biến các chỉ thị nghị quyết của đảng ủy, trong tổ chức đảng viên. Tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai đảm bảo theo tiến độ và chương trình đề ra. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Mai Vũ Tuấn, bí thư thành ủy đã đánh giá cao công tác tổ chức nội dung sinh hoạt của chi bộ, đảm bảo theo đúng hướng dẫn, sát đúng với tình hình thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở. Đồng chí bí thư thành ủy cũng đề nghị chi bộ khu 1 phường Quang Trung tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức đại hội chi bộ, thực hiện tốt chỉ thị số 16 của thành ủy Uông Bí về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, quản lý giáo dục thanh thiếu nhi học sinh trên địa bàn thành phố Uông Bí, nhất là trong dịp hè. Thiên tai.